đàn cho con của Loki và Faye ở những ngày tuổi đầu tiên. Hôm nay là ngày mùng 2, đẻ ngày 28, ngày tuổi thứ tư. À, đây là sau khi đã bú xong, còn ngủ rồi, tất cả đều ngủ rồi. Đấy. Phản ứng cái hôm nay được hôm nay được rất cá tính, khi đã làm rồi thì đừng có đứa nào làm phiền ý kiến ngay. Được tiếp. À, tầm này thì chưa phải là cái tầm để mà có thể chọn chó được, gọi là quay được cái cho vui thôi. À, để mà chọn cún thì nó phải khoảng tầm 5 tuần, 5 tuần, 6 tuần, 7 tuần. Cho thằng này nó nằm lẫn vào đây. Để cho nó nằm tập trung vào một chỗ. Đấy. 9 con. Đây, nằm sát chân này. Dùng cái Semil thì mẹ cho mẹ phây rất là nhiều sữa, chúng nó chỉ bú một tí thôi là chúng nó no rồi. Đây này. Bú xong cái bẹ sữa nó vẫn còn căng này, bú xong đấy vẫn căng. Tầm này là đến cái tầm mà cho con nó bú rất là khỏe, bú nhiều, bú liên tục. À, từ giờ cho đến tầm mười mấy ngày. Đây có một ông này là lông hơi loang to này. Được. Ừ, thôi được rồi. Phải giữ con. Đều vẫn còn rất là căng, thể hiện là còn rất nhiều sữa ấy. Thì vẫn căng. Cái đấy nó có hai ti, hai đầu ti và hai bẹ sữa. Ngủ hết rồi. Thằng này cũng chưa phải no lắm mà sao đã ngủ rồi. Đây ti ti này đi. Dậy đi. Bụng này làm gì đã no, ăn thua gì. Đúng rồi. Không phải ti của nó chê. Khái tính lắm. Đấy. Đấy. Sữa đấy. Không ăn thì thằng kia ăn. Cái này bụng này thì nó ngậm cho nó vui chứ. Đây nó muốn ăn cho nó ra đây cho nó ăn.
nó rút xuống từ bên dưới nào. Yên yên yên, bên dưới có tí. Ừ. Vừa lần cái tí bên dưới kia đã có con nó ra nó ngậm hết rồi. Một đứa nằm đè lên cái gác chân. Thằng này chưa no lắm, thằng này chưa no lắm mà đã nằm đây ngủ rồi. Chắc thằng này ti vào cái ti ti vào cái ti không được nhiều sữa lắm, bởi vì có 9 con kìa. Đây để đặt nó vào một cái ti nhiều sữa một chút xem nào. Đây nó ngủ đây, cầm trên tay nó vẫn ngủ. Gãi đầu nhá. Điểm huyệt. Điểm huyệt gãi. Điểm huyệt gãi xong cái yên. Rồi. Ôm vai bác cỏ nhau ngủ. Gãi thằng này xem phản ứng của nó thế nào. Gái con đứa này, gái con, gái con đứa nằm thế đấy. Đây là con gái. Phớt một tí mấy sợi, mấy sợi theo kiểu như này thì là lớn lên nó sẽ bay này. Mấy con bị sợi ngủ hết rồi, no say rồi.
Ok, quay một cái video để kỷ niệm bọn cho con của Loki với lại Faye. Bốn cái và năm đực. Ngủ rất là thời tiết thuận lợi, nhiệt độ vừa phải cho con nó dễ chịu. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.